bánh miêu lê, món ngon, làm gọn. Trưa nay, bạn mình sẽ ghé nhà chơi Tết, tụ tập sau một năm bận rộn, phải đãi mọi người món Tết ngon, lạ miệng mới được. Mình đã nấu xôi xá xíu, chả giò và mình có một bí mật sẽ khiến mọi người bất ngờ. Ta-da! Bí mật của Miu chính là Aji Mayo nè! Sốt Aji Mayo với nguyên liệu chính từ trứng gà tươi và dầu thực vật giúp món ăn ngon, mới lạ hơn. Ngày Tết, nhớ thủ sẵn vài chai Aji Mayo trong nhà nha mọi người. Có Aji Mayo, ăn gì cũng ngon. Hát Tết cùng Miu nha! Ajinomo.